không chơi nữa hả? Đi quen bạn chưa? Bắt đầu thì con chơi với Vinny nha. Ta đi bàn lấy sữa và sữa cho hai đứa uống nha. Con nào con nào nào. Đi pha sữa cho hai đứa uống nha. Đi ăn nào. Ra đây ăn con nào. Đây đây đây. Bà có cho con này. Đi bê bê bê. Anh cũng đói hả? Chơi nãy giờ đói hả? Thank you.
thích ăn cái đấy à? Thì mang mua trái cây cho con nhé. Nha. Như cái đấy, có thích đồ ăn rồi của bạn không? Ngồi xuống nha.